Ô quý quý hóa quá anh em ơi. Em rất là chân thành cảm ơn anh Nghiệp. Anh ở Hải Phòng. Anh có số điện thoại là 0338446118. Em cũng không biết là hôm nay sao anh lại gửi tặng em đồ ở đây. Đồ này là đồ hải sản. Trong đó có một mực này. Cá. Cá này là cá gì ta? Em không ở biển nên là không biết lắm. Có hai gói cá. Đây ạ. Thực sự ra mà nói là nhận được cái sự quý mến cũng như là cái tình cảm mà anh em đã dành cho Audio TMX. Anh em đã tin tưởng và ủng hộ bên em, đó là một cái gì đó nó rất là quý rồi. Thế nhưng mà trong khi đó bây giờ ngày hôm nay anh em lại gửi tặng quà cho bên em. Em cũng không quan tâm về vật chất nó là bao nhiêu, cũng không quan tâm rằng là giá trị nó như nào. Thế nhưng khi đây nó là một cái tấm lòng của anh em thì em rất là chân thành cảm ơn. Và Audio TMX xin được ghi nhận cái tình cảm này của anh Nghiệp. Nha anh Nghiệp nha. Rất là chân thành cảm ơn anh. Anh đã đóng chuyển phát nhanh gửi về. Trong khi đó anh lại còn không thu phí của bên em. Không thu phí, không thu ship luôn. Tức là anh gửi luôn cả tiền ship luôn. Điều quý giá thật sự. Trong khi đó bây giờ em cũng tiện, em cũng giới thiệu anh em luôn là bên em vừa về lô loa đây. Nhưng bát 25 rồi mà nghe sướng thật luôn. Nghe rất sướng. Anh em nghe đây ạ. Bát 25 bé bé con mà lỗ tiếng bát rất là sâu, chép tơ nhuyễn. Bát lực không kém gì 30. Cái này chạy toàn bộ đều bát chép của Italia nhá. Thì em đã có video livestream trực tiếp chọn bát chép của cái này rồi. Và cũng như là em đã có video livestream và sẽ có cái video giới thiệu full luôn. Hiện tại thì những cái lô loa này đã được chọn đẹp hết anh em ạ. Sạch sẽ đẹp hết luôn. Đó. Phải nói là tuyệt vời. Trong khi đó ở đây là em vẫn đang chỉ chạy có một đôi thôi nhá, một đôi 25 thôi đấy. Đây. Chạy có một đôi 25 thôi. Đó. Dây cắm có một đôi 25 thôi đấy ạ. Đấy. Âm thanh nghe rất sướng. Giá đôi 25 này có dao động từ 7 triệu rưỡi đến 8 triệu tùy độ đẹp ạ. Còn giá của 30 này có giá dao động từ 13 triệu 500 đến 15 triệu tùy độ đẹp ạ. Thật sự quá hay luôn.